má à, mơ cũng mở thử ha. Nào đập ra, đập ra. Ui à, bố ra rồi này, đập đá. Mơ ơi, dạ. Cho con này à, nữa này. Nữa này. Nữa nha. Một em nữa nha. Wow, đây là nữa. Nó ta đùng. Cho con. Ủa cho con gì đây? Cho con bông giàn đây to đùng luôn nha. Vâng ạ. Bây giờ mình bóc cái gì trước nhỉ? À. Mình bóc cái gì? Mình bóc cái này nhá. Bông giàn bên này nhá. Vâng ạ. Bông giàn bên này có quả trứng này. Hay bóc quả trứng to đùng này. Bông giàn bên này nhá. Bóc quả trứng to này nhá. Vâng ạ. À, nhìn này. Nhìn này. À. Ừ, không. Ừ, bóc như nào? Bóc như nào nhỉ? Bóc cho bố nào? Bố nhá. Đây này, bố dạy này, đặt này. Đó, ra luôn. Đó. Má. À, mơ cũng bảo là thử ấy. Nào, đặt ra, đặt ra. Úi, úi. À, bố ra rồi này. Quá.
Xinh chưa? Ô, đã bóc được rồi. Bộp bộp bộp. Tiếp nha, tao đưa bố mở hộp con. Mở con nha. Con lốt con kia đi. Wow. Lại con cáo nữa. Sao lên con cáo thế? Bố hộp con nào? Này. Cái gì con? Là bóc đi, con bóc đi. Này, bố được hai con sói rồi nha. À, hai con cáo rồi nha. Con cáo màu gì đây? Con cáo màu gì con? Bị con chuột cắn mất à? Ôi xưa. Đâu? Quả trứng đâu? À, giỏi thế. Đây là sô-cô-la và đây là gì? Đây để bố mở ra xem có gì trong đấy không nào. Này, bố mở nhá. Này giống nhau à? Bốc nữa. Wow. Đẹp, đẹp thế. Cắn luôn vào mặt không là không em. Cắn. Gì đâu, không có quả trứng nhỉ? To đùm này không có quả trứng nhỉ? Con chào mọi người đi. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye.